Ở đây mình có hai con âm ly. Cái hiệu này là của Anh Quốc nè. Hiệu này mình nhớ hình như cũng của Anh Quốc hay Nhật gì đó nè. Acom này. À, con này là như vậy là mấy con này sọt rau rồi anh em ơi. Sọt rau này, con này chắc cũng sọt rau luôn. Ở đây bên Nhật người ta xài nè, người ta còn mấy cái chữ của Nhật này không? Mấy cái tính năng hả? Người ta dán cái chữ sợ quên. Con này là AV716 NAP. Con này nó mập hơn nha. Con này nó nhỏ hơn xíu. Con này Acom model là GSB 560 nha. Đó, anh em nào chơi mão mù luôn hoặc là cần test thì mình test cho nha.